chú con đánh chưa bao giờ xúc con cá nào. Ngồi chú đánh chưa xúc cá. Lần này xúc. Mà nhiều khi bữa nay xúc nè. Con kia con kia đi mà. Cá được đó nhưng nhỏ đâu. Nhiều khi bữa nay xúc á chú Bảy ơi. Rồi cá dướng mọc quá chú Bảy ơi. Ôi ơi. Má cá được có 2 kg ông ơi. Bảy à. 3 đồng mấy trở lên. Từ cá này chắc cứ có giải rồi mình không có cần bắt đâu. Thẳng cây lên. Mày chạy đi. Thẳng cái cây lên. Đừng có để cá nữa. Thẳng nó có độ dịu. Tu viên nó có xả đâu. Cho lên đi anh ông ơi. Ở trong cái tiếng này mình còn cái giải nào nữa không? Còn mà chứ thua hai cái kia rồi. Còn cục chết hay cục nhì mà. Còn mà có giải.